Là mối tình của em 6 năm. Rồi bạn trai mình cũng bệnh à hay sao em? Nhưng mà mối tình nó như thế nào? Em quen từ hồi em 17 tuổi, là cái thời học sinh. Người đó rất là, nói chung là rất là chiều em. Hồi nãy lúc mà anh không có nói tới cái đoạn sau, em tính hỏi là anh ghế xanh ơi, anh quên được người đó chưa? Nhưng mà nói câu sau nên là em nghĩ là ai cũng có một cái mối tình nào đó chỉ để cất đi thôi. Thì anh hạnh phúc hơn em ở chỗ là còn hít chung một bầu không khí. Bạn em bệnh gì? Ung thư máu. Cái điểm yếu em là? Dạ là không bao giờ thấy mình sai. Điểm mạnh? Dạ là biết nhận sai. Điểm mạnh? Là biết nhận sai. Rõ chưa? Dạ. Quá rồi. Cuối cùng là ai sai? Dạ bạn trai sai. Bạn trai sai. Bạn trai. Ủa kiểu lanh. Đeo vô bật ngửa luôn ạ. Rõ hơn không? Wow. Bắt đầu wow. Quá xinh. Dạ em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Hoàng Dân. Em sinh năm 1991. Họ Thủy. Dạ. Ồ lạ vậy ta. Dạ. Thủy Hoàng Dân. Dạ. Dạ. Em đang làm công việc gì? Hiện thì em đang là quản lý câu lạc bộ mang tên em và hiện đang kinh doanh mặt hàng hạt dinh dưỡng online ạ. À, quê mình là ở đâu Dân? Em quê ở, em ở là thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ừ. Rồi giờ mình đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chứ hả? Dạ. Em hiện đang làm công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của Dân là gì nè? Dạ, thì em có ưu điểm tính cách của em là thì mạnh mẽ, tự tin và học bác. Em là người luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ừ. Điểm yếu của em thì em thì hay quên lặt vặt, nhất là hay quên ví inbox khi đi làm. Mốt đi ăn bạn gái đừng quên bóp nha. Dạ, con nhớ điện thoại là được rồi. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ trên điện thoại. Dạ. Rồi. Thì bây giờ đây là cô gái xinh đẹp, mặc áo đỏ ngồi chiếc ghế màu xanh. Giới thiệu về mình đi nè. Dạ em chào anh Hữu Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Bích Trâm, hiện tại năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Và công việc hiện tại em là gì? Em đang làm quản lý của một cái store mỹ phẩm của một công ty xuất nhập khẩu. Quản lý rồi có hung dữ không? Tại vì thường thường quản lý người ta hung dữ lắm. Em bị cái là ở công việc em không có, ví dụ như em hơi khó chịu, em có thể không có cọc với mọi người ở chỗ cửa hàng đâu. Nhưng mà nếu có bạn trai thì em sẽ về em kiếm chuyện với bạn trai em. Ồ, áp lực vậy. Cho anh hỏi thăm cái trang sức em đeo là cái này, là cái cục này cục gì? Dạ cái này là đá phong thủy. Đá tại phong vì thủy. Để kiếm bồ. Bồ đeo đá phong thủy để kiếm bồ. Cái này là cái bùa kiếm bồ. Hàng gì thấy nãy giờ nó hướng hướng vậy hoài. Bây giờ em nói điểm mạnh điểm yếu em đi nè. Điểm bây yếu giờ là của có em bùa kiếm bồ nè. Điểm yếu thì giờ hỏi em không nhớ điểm yếu, nhưng mà điểm mạnh của em là ca hát. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Hát liền đi tứ. Làm câu nè, cho nó xôm lên nè. Một tràng tay nè. Em sẽ tặng cho mọi người một đoạn nhỏ, một đoạn điệp khúc của ca khúc Tình Yêu Màu Nắng nha. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa bởi khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Oh yeah. Wow. Ủa ai đúng tay mà hay quá vợ? Dạ em á. Dạ em. Ừ chứ chị biết chắc không phải Đạt rồi. Đạt đâu có bún giòn mà bún ngon mà bún hay vậy được. Cái điểm yếu của em là em bị nóng tính á. Em cục lắm. Nhưng mà ý là cục ở đây á, nghĩa là chỉ có ở nhà thôi. Còn đi ra ngoài đường ví dụ, nhiều khi muốn đánh người ta lắm nhưng mà em về. Một là em đánh bồ em, hai là em đánh gối thôi. Sao nãy giờ cứ nghe bà xã đánh bồ không vậy trời?
Không phải đâu, nhưng mà ví dụ như em có cọc như vậy nhưng mà bù lại em có thể là đi ra đường em không có dịu dàng với ai, nhưng mà về nhiều khi em lại dịu dàng với bạn trai em thì sao? Dịu dàng với bạn trai em thì sao? À. Lúc nào cần dịu dàng thì dịu dàng. Rồi qua bạn anh đỏ luôn đi, qua bạn xanh luôn. À. Bạn nữ. Trời ơi nụ cười thật là tươi tỏa nắng luôn, giới thiệu cho mình đi. Dạ em tên là Tiên, năm nay em 25 tuổi, hiện công việc hiện tại của em là trợ lý giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Em sinh sống ở đâu? Dạ em hiện tại sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em ở đây em ở quận mấy? Dạ quận Nhất. Trời ơi, quận Nhất nhà giàu lắm ha. Dạ cũng bình thường. Bình thường nha, mấy tầng? Dạ ba. Ba tầng ở ngay quận Nhất luôn, trời ơi. Ở dưới có thuê cho thuê mặt bằng không? Dạ có. Trời ơi, sao quá trời quá đất vậy trời. Trời ơi, quá xuất sắc. Hai cô gái tụi hôm nay quá ngon lành luôn. Thiệt tình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thúy Tiên? Dạ em thấy điểm mạnh của em là biết nhận sai. Biết nhận lỗi hả? Dạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là không bao giờ thấy mình sai hết trơn. Trời ơi, biết nhận sai mà có thấy. Ủa, sai đâu mà sai mà nhận gì? Tôi bắt đầu tôi rối rồi đó. Còn cái điểm yếu của em là? Dạ là không bao giờ thấy mình sai. Điểm mạnh? Dạ là biết nhận sai. Điểm mạnh? Là biết nhận sai. Rối chưa? Dạ. Quá rối. Cuối cùng là ai sai? Dạ bạn trai. Bạn trai sai. Bạn trai. Khó hiểu. Lanh bạn trai sai. Em có hay hung dữ không? À dạ thì cũng lâu lâu cũng hơi nóng tính một chút. Nóng tính thì em làm gì? Dạ em chỉ im lặng thôi chứ em cũng không đánh bạn chơi như người ta. Nhiều khi muốn đánh người ta lắm nhưng mà em về một là em đánh bộ em, hai là em đánh lưỡi thôi. Im lặng nóng tính. Tự nhiên nói cô đó xung quanh nhìn em. Em có giận quá thì em có nhéo hay gì không? Hay có gì? Dạ không, tại vì em sợ hư mỏng quá. Em sợ hư mỏng quá. Trời thú vị quá à. Thú vị quá à, Tường ơi. Ủa người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu, người ta có quyền chứ bộ, đúng không? Em lúc nào cũng đúng, chỉ có anh là sai thôi. Rồi bây giờ chào em trai ghế đỏ nè, em giới thiệu về mình đi, đừng có quýu nhau. À, lời đầu tiên thì em xin chào trường quay, chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em tên là Đỗ Minh Huy, hiện tại thì em 26 tuổi và đang là chuyên viên tư vấn bất động sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nói chuyện nghe rõ ràng quá, dân sale nó rõ ràng mạch lạc ghê ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy em là người khá là dễ chịu, giữ bình tĩnh tốt, không có nóng tính. Hay à. Cũng không thích nhậu nhẹt, em chỉ thích đi tập gym hoặc và chơi bóng đá thôi. Chăm chơi thể thao. Ngoài ra mình có cái tật xấu gì không? Sao nghe hoàn hảo quá vậy? Dạ, nhân vô hợp toàn. Thì em thì cũng có nhiều điểm xấu lắm. Dạ, tật xấu của em thì có thể là chắc là tính là có thể là nhiều đôi lúc sẽ hơi càm ràm. Nhiều lúc mà cái người mà mình quan tâm mà làm không đúng ý mình á, thì sẽ hơi nhắc nhở và nhắc nhiều lần á, đôi khi làm cho người đối phương khó chịu. Còn những người mà mình không quan tâm thì mình kệ họ, cũng có thể gọi là đó là tính thờ ơ đi. Dạ, tật xấu nữa là đúng hẹn hơi không tốt, tại vì nhiều khi là hẹn bạn bè hoặc là bạn gái đi thì đi trễ, thường thường có khi 10 phút, khi 15 phút. Cái giấy? Dạ. Sao thì... hẹn bạn gái mà đi trễ rồi làm sao? Rồi bạn gái tới đợi hả? Dạ, đó là tật xấu của em đang cố gắng để em khắc phục. Cái điểm yếu này phải khắc phục ngay và luôn nha. Dạ. Trời ơi, tình trường sao? Đó giờ mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, sau đó thì quen được 1.5 năm thì bạn đó chia tay với lý do là bạn đó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. À trời, em không có gì là người ta chỉ muốn gọi là lạc lối một chút để coi coi cái tình cảm sao mà đến với em ta thấy thôi, thay ta về với người yêu cũ người ta hạnh phúc hơn. Dạ đúng. Rồi mối thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì sau đó khoảng hơn 1 năm quen một bạn là học chung trường cấp 3. Quen mối tình cũng kéo dài khoảng hơn được 1 năm luôn. Và bạn đó chia tay vì lý do là bạn đó đi du học bên nước ngoài. Và cảm thấy hai đứa không có tương lai nên bạn đó không muốn tiếp tục mối quan hệ. Dạ. Rồi đi luôn. Dạ vâng. Tới nay bao lâu rồi? Tới nay là khoảng hơn 2 năm rồi. Bạn có bị thất tình không? Yêu thì phải thất tình chứ anh. Thất không mà mặt bạn này lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tươi hết á. Có khi nào em buồn không? Dạ có buồn, nhưng mà tại vì em buồn thì em ít khi nào mà thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết. Thì tình mà em có duyên mà vui quá thì anh không biết khi nào. Ơ trời.
Lúc nào cái mặt cũng cười hết đó. Dạ. Thế. Bởi vậy bạn nào mà kiểu cứ thích gu trai lạnh lùng mà quên ngầu thì em không làm, không diễn được, không diễn được nét lạnh lùng. Vô mà vui vẻ là được phải không? Dạ, phải vui vẻ, em hay cười. Nhưng còn gu em thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì em thích mẫu bạn gái thì chung thủy, biết quan tâm, lắng nghe mình. Còn cái bài khoản nấu nướng hay việc nhà gì đó thì em không quan trọng lắm, tại vì cái việc đó mình có thể share nhau và em cũng biết nấu ăn một chút. Bây giờ quan trọng là cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào nè? Mẫu người lý tưởng ngoại hình, ngoại hình thì đây là bên tôi cái gì cũng có đó nha. Nếu mà chọn một cái mẫu giống ngoại hình giống ca sĩ á, thì em thích mẫu ngoại hình giống như ca sĩ Phương Ly. Còn lại thì ngoại hình thì em không có gu đặc biệt, quan trọng là cái tính cách và cái cách nói chuyện dễ thương là rồi. Được. Dạ. Ok, đồng ý. Chàng trai áo đỏ đã tâm sự rồi, danh bật mí cho em. Trời ơi, cái mặt duyên dáng lắm thiệt, lúc nào cũng vui, cũng như là nguồn năng lượng, lúc nào cũng tích cực, không bao giờ thấy mà nhìn thấy bạn ấy là thấy vui vẻ rồi, không có bao giờ buồn hết. Bây giờ tâm sự đi, chuyện tình yêu em sao cho tới bây giờ, tại sao nó vẫn trên vên chệch choạc vậy? Dạ thì em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ, chỉ có trong đó chỉ có một người đầu tiên là người Việt Nam thôi, còn ba người còn lại là người nước ngoài. Nước ngoài. Thí dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ, người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Dạ, tại vì hồi lúc trước là em đi du học về. Còn cái mối tình nào sâu đậm nhất? Em nghĩ là mối tình sâu đậm nhất là chắc là người Đài Loan. Tại lúc đó em vừa mới đi du học xa ba mẹ thì em qua đó thì bạn trai em kiểu chăm sóc bên Đài Loan luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, vì sao hai người không? Là tại vì bạn đó là phi công thì bạn đó phải qua Úc để thực tập, thì bạn đó có bảo là bạn đó muốn em sắp xếp để qua chung với bạn đó. Nhưng mà lúc đó là em vừa mới qua Đài để du học, em mới học được năm 2 thì em không có muốn bảo lưu để mà đi theo bạn đó, thì sau này sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác nhau. Em đã quyết định chọn sự nghiệp và... Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đi hết rồi, cái tinh hoa tinh túy hết rồi, em thấy như thế nào? Dạ thì em vẫn nghĩ là bạn trai người Việt Nam là tinh tế nhất. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em muốn bạn trai em tinh tế, có học thức, có sự nghiệp. Ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần chín chắn chững chạc là được. Ngoại hình sao chín chắn chững chạc? Cao thấp mập ốm? Cao. Ngoại hình á. Dạ chắc là tầm 1m70 đi. Cao hơn em. Em cao nhiêu cưng? 67. 67, em cao nhiêu? 72. Một bạn 67, một bạn 72. Lát cho em lựa nha. Chúng ta đến với chương trình là chúng ta có tới 2 cơ hội lận. Bây giờ qua tới chàng trai ghế xanh của tôi nè. Tình trường của em sao? Tình trường của em á thì em trải qua chính thức là 3 mối tình. Mối mối tình thứ nhất, mối mối tình thứ hai thì tụi em trải qua là diễn ra thì mỗi mối tình là 1,5 năm. Mối tình thứ ba là mối tình gần đây nhất thì em quen nhau 3 năm. Cách đây khoảng 2 năm em với bạn ấy thì gặp nhau thì qua một người học viên và giới thiệu cho em. Quen nhau thì lúc đó em bắt đầu mở phòng tập thì bạn ấy đồng hành với em từ lúc em khó khăn nhất và đến lúc em cũng có một số khách hàng biết đến em. Thì tụi em thì tình cảm tụi em thì vẫn ok, nhưng mà gia đình cô ấy thì muốn cô ấy sinh sống bên nước ngoài để gần với gia đình bên cô ấy ở bên Thái. Với lại gia đình hai bên thì cũng không đồng ý cho mối hệ của tụi em. Tại sao không đồng ý? Tụi em cũng tới tuổi kết hôn mà yêu nhau 3 năm rồi mà hiểu nhau rồi. Cổ cũng chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống, sao tụi em không đấu tranh? Dạ tụi em cũng nỗ lực cố gắng, nhưng mà có lẽ là nó một phần là do cô ấy bị bệnh. Bệnh sao? Dạ bị bệnh, cũng dạng bệnh nan y mà buộc phải có qua bên nước ngoài. Với lại gần gia đình để gia đình có thể chăm sóc tốt hơn là so với là ở bên em. Nói chung là cổ bị bệnh rồi. Hiện tại thì em còn liên lạc với cổ không? Em với cô ấy thì vẫn trân trọng mối quan hệ của tụi em. Em với cô ấy thì vẫn mong muốn là đối phương tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Thôi thì chuyện nó qua hết rồi, giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ em cũng mong muốn tìm một bạn nữ thì hiền dễ thương, có hiếu với gia đình, tự lập được, là biết chăm sóc cho bản thân. Còn nếu bạn ấy chăm sóc không tốt thì em có thể chăm sóc cho bạn ấy được. Tại em thì cũng biết nấu ăn và biết làm bánh. Em thì có thể làm bánh bình thường với lại làm bánh về ăn kiêng được, để dành cho bạn ấy giữ dáng. Em thì người có sức khỏe thì em luôn duy trì tập luyện để giữ được cái sức khỏe của em. Thì em cũng luôn giúp cho bạn gái của em luôn luôn giữ được cái dáng đẹp nhất. Có sức khỏe. Hay quá. Dạ. Thiệt tình. Chủ phòng tập gym mà. Được. Đồng ý. Cơ thể của bạn ấy là nhìn là không thấy một miếng mỡ luôn á, coi như là tiết chế cũng như là chỉ còn cơ với thịt không á. Ở đây bao cát được á. Dạ em thì có dạy được tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là boxing, gym, bơi lội. Vậy là bên kia gym, có quyền boxing. Dạ. Đánh đấm em thoải mái ha. Dạ okay, em có thể là bao cát tốt nhất cho bạn nữ bên kia.
Được thì cứ đeo găng vô và đấu thôi. Còn em hãy tâm sự về chuyện tình yêu của em đi nào. Sao em thấy em sao với cái anh áo xanh này có một cái gì đó nó hơi tương đồng xíu. Hơi tương đồng chỗ nào cưng? Cho em bình tĩnh xíu. Tại vì em nghe anh kia nói sao em cũng thấy giống giống. Nhưng mà ảnh hạnh phúc hơn em. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà em yêu nhất. Cũng nói chung là cái thời học sinh mình nghịch ngợm thì có thể là quen. Nhưng mà yêu nhiều nhất là mối tình của em 6 năm. Rồi bạn trai mình cũng bệnh à hay sao em? Nhưng mà mối tình nó như thế nào? Em quen từ hồi em 17 tuổi. Là cái thời học sinh. Người đó rất là... nói chung mà rất là chiều em. Hồi nãy lúc mà anh không có nói tới cái đoạn sau, em tính hỏi là anh ghế xanh ơi, anh quên được người đó chưa? Nhưng mà nói câu sau nên là em nghĩ là ai cũng có một cái mối tình nào đó chỉ để cất đi thôi. Thì anh hạnh phúc hơn em ở chỗ là còn hít chung một bầu không khí. Bạn em bệnh gì? Ung thư máu. Ba bạn mất hả? Quen nhau được bao lâu thì... Dạ, 6 năm. Mà khi mất là làng vẫn đang còn quen với em hay là... Dạ đúng rồi, em chăm sóc cho bạn cho tới lúc mất thì thôi. Và cái khoảng thời gian đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Anh mất được 5 năm rồi. 5 năm. Lâu nay nhắc lại thì em cũng không có khóc đâu tự nhiên. Ok, tại có người đồng cảm ha. Dạ. Rồi chị cũng đồng cảm chia sẻ với câu chuyện của em. Rồi từ đó đến nay thì cái mối tình thứ hai cái mối tình gần nhất của em là quen 3 năm. Mới chia tay hồi tháng 5 thôi. Thì bạn nhỏ tuổi hơn em. Chia tay là đúng vào gần như là kỷ niệm 3 năm quen nhau. Em không có biết lúc mà bạn chia tay em á, thì em hỏi là lý do. Thì bạn chỉ nói là... bạn đó chủ động chia tay mình. Dạ đúng rồi. Em hỏi lý do thì bạn nói là anh không biết hiện tại tình cảm của anh dành cho em là đang yêu hay là thói quen. Đang yêu hay là thói quen. Nhưng mà vừa chia tay em thì bạn đã úp hình với lại người mới. Là đã cắm sừng em. Dạ đúng rồi. Hôm đó em hơi say, sau này em đăng ký chương trình này. Trời ơi, vì một cơn say đã đưa em đến đây. Không, nhưng mà có trách nhiệm đi tới với bộ đàng hoàng. Nhờ muốn tìm người sao nè. Tự nhiên em nghe anh đó tập thể dục em mắc cỡ quá. Tại vì em đi giao tiếp rồi chơi bạn bè rồi kia. Em đi nhậu hoài à. Thì bây giờ anh đi đi, anh về anh tập cho body nó săn chắc lại. Em đi nhậu không mà tập gym thì không có nhậu. Anh ơi, biết nhậu không? Anh nhậu được, nhưng mà anh cũng hạn chế. Nhưng mà em khỏi lo đi, anh chấp em nhậu luôn mà em vẫn giữ dáng đẹp. Ghê. Anh ơi đi nhậu luôn. Vẫn làm được công việc của mình. Đô ngoại giao mà dáng vẫn đẹp. Em muốn ít à, nhưng mà em cảm thấy nó vui. Có nghĩa là khi ra ngoài đó em cảm thấy giống như là nó men nó vô, lời men nó vô. Ra nó dễ nói. Với lại khi mà ra ngoài bàn đó, anh coi em như là bạn nhậu đi. Thể nói tâm sự về bạn gái của anh hiện tại đang làm cái gì để cho anh khó chịu hay không hay như thế nào đó. Thì coi như hai người bạn nhau đó, nhậu xong rồi về quê. Hôm nay mà đã ra bạn nhậu mà vẫn không giải quyết được thì còn gì để nói nữa đâu. Thiệt tình, mày rủ vào lời phải ra chứ mình phải nói. Đô mạnh quá. Hôm nay các bạn nữ của tôi mạnh quá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nhé. Rồi chào em gái trước nha. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Hứa Minh Đạt. Rồi dạ. Hôm nay em đến đây với ai? Dạ em đến với bạn Thủy Hoàng Dân. Thủy Hoàng Dân. Rồi em là cái gì của bạn Dân? Dạ em là bạn thân của Dân. Tụi em học chung từ năm 2009 đại học ạ. Coi như là cũng có một thời gian khá hiểu bạn đúng không? Dạ. Hôm nay em thấy chương trình đã lựa chọn hai cô gái như thế này. Thì cá nhân em là phụ nữ ha, ngồi bên đó em cũng quan sát kỹ. Em thấy có thể là Dân sẽ phù hợp với cô nào hơn? Dạ em thấy Dân chắc sẽ phù hợp với bạn ghế xanh. Vì sao em lại nghĩ là bạn gái xanh là phù hợp? Tại vì em thấy bạn Dân thích cái gu mà nhẹ nhàng. Nói chung là rất là nữ tính. Dạ dạ đúng rồi, nữ tính, dễ xúc động. Dạ, nhưng mà không có kiểu sành điệu lắm như bạn ghế đỏ. Rồi, cảm ơn ý kiến của em nha. Rồi còn em? Dạ em xin chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên Tiên, bạn của Huy. Em với Huy chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Chà, lâu quá rồi ha, hiểu bạn ha. Rồi hôm nay em thấy như thế nào? Huy ơi, bạn ghế đỏ đúng gu của Huy luôn đó. Về mặt ngoại hình á, rất là giống Phương Ly. Ghê vậy? Ghê. Mình cũng có đôi lời gửi tới bạn là Huy là một người rất là tốt. Đừng tình Huy thua, đừng đua Huy cũng té. Nói chung là không có may mắn cho tình yêu.
nhưng mà thật sự rất là tốt luôn. Vậy thì Huy có gì xấu không? Sao nghe tốt không vậy? À dạ có xấu, tính xấu. Đó là xấu đói. Mỗi lần mà Huy đói là Huy xấu tính lắm. Nên là bạn nữ quen thì chỉ cần cho Huy ăn no là được. Trời ơi dễ dụ vậy hả em? Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của người thân nha. Đó là ý kiến của các bạn thôi. Cho các người bạn thân của mình trên đây tham khảo. Và bây giờ thì đến lúc cho các bạn ấy gặp nhau rồi. Mở cửa trái tim. Đà, đà, đà. Wow. Cười hoài, cười tươi quá, cười tặng quà đi, cười hoài. Chào em, thì anh cũng có một món quà gửi nhỏ cho chị à. À, muốn gửi đến em. Tuy nó là tuy nhỏ nhưng mà anh mong là em sẽ chăm sóc cái cây này như một cái kỷ niệm nhỏ xíu trên truyền hình. Cây đó cây gì vậy em? Dạ đây cây là cây lan ý. Đúng rồi. Có ý gì trọng không? Ý thì ý đồ thì cũng gửi gắm cũng nhiều nhưng mà không biết bạn có nhận được hay không. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Còn cái này là cây đô la gửi cho cây bạn. Đô la. Dạ. À, gửi cho bạn. Cây đô la hả? Đô la là cây gì? Vui. À chúc hy vọng là bạn có những điều tốt đẹp sau chương trình. Rồi em. Dạ em sẽ gửi chị. Ủa chị hả? Rồi dạ. Chị cảm ơn em nha. Có quà vui đâu, quá. Thế ông đi giao hàng á. Ông đi giao hàng là shipper nè. Có quà chị. Quên anh Bảy á. Rồi rồi cảm ơn em. Đó rồi, giao hàng. Đúng nghĩa đi giao hàng đó trời. Đây là quà chung. À, cảm ơn em nha. Đó cái chính quà. Chính là cái hộp đỏ kìa hiểu đó. Không? Món này thì nó có tên là sức khỏe và kiến thức. Nha anh tặng em. Sức khỏe và kiến thức. Rồi mời em. Em mở nha. Sức khỏe và kiến thức là sao? Sức khỏe là có một cái hộp mắc ca. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo. Trời ơi sao giống em quá vậy? Nãy em nói em giữ gì đó, bây giờ nó vô cái cuốn chuyện sao nó hợp quá vậy? Chưa, em chưa, tặng quà, bên đây cũng có quà mà. Rồi tặng đi em. Em gửi anh nha. Anh cảm ơn nha. Khui ra chứ tự nhiên người ta mình khui quà người ta rồi mình không có cho. Đó, ý nghĩa nè. Wow. Tự nói thử coi ý nghĩa gì nè. Đây là một tình yêu bao gồm em với bạn đó. Bây giờ mình nói một chút xíu về cảm xúc nha. À, không biết là em gái ở ghế đỏ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Dạ em thấy vui. Em thấy hai bạn nam bên kia đều rất là dễ thương. Lịch sự, chững chạc. Rồi dạ. Thế còn em, cảm nhận của em như thế nào? Ban đầu nghe nói chuyện, tại vì mà em không có ấy về ngoại hình lắm, cho nên là nghe nói chuyện thôi là đã thấy có cơ hội 60% là điểm chung một xíu. Mở cửa ra thì thấy thêm điểm. Đó là tín hiệu mừng ha, tín hiệu mừng. Còn chàng trai của tôi ngồi yếu tay hoài này, cảm xúc của em như thế nào? Cười tươi quá tươi luôn nè. Dạ khi mà mở cửa ra thì nãy giờ đầu chương trình thì em cảm thấy là rất là rung. Mở ra thì em mới biết là đó là rung động. Chàng thả tính vậy ha. Rung giờ là rung động á. Và em cảm thấy là hai bạn nữ đến trường quay hôm nay rất là, bạn nào cũng rất là xinh đẹp và cũng đều là người biết suy nghĩ và có cá tính riêng. Còn Dân thì sao? Có lẽ là điều đáng tiếc nhất là em bị hơi cặn nên em chưa thể nào mà thấy hết được cái vẻ đẹp của hai bạn nữ một cách tốt nhất. Nhưng mà em vẫn tin là vẻ đẹp của hai bạn nữ là trên 100%. Ủa sao vậy? Em cận, em không thấy mà em tin dựa vào cái gì mà em tin trên? Tin vậy, đúng niềm tin vậy. Đây. Đúng rồi, sống nó có niềm tin. Bây giờ, tôi đến cho chương trình phải có niềm tin vậy. Tôi cho đeo mắt kiến vô rồi, nói chính xác nè. Đeo vô bật ngửa luôn ạ. Rõ hơn không? Wow. 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 Bắt đầu wow. Quá xinh. Ủa vậy tại sao mình không tự sắm mắt kiến mình đeo mà tự nhiên mượn mắt kiến người ta đeo vô rồi wow. Dạ em nghĩ em có thể nhìn rõ được nhưng mà hóa ra là xa quá. Khoảng cách nó xa quá. Xa thiệt. Khoảng cách này xa nhưng mà nhìn rõ thì thấy thật là nó nét đúng không? Nét. Rồi bây giờ thì nhìn rõ các bạn hãy trò chuyện với nhau để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Không biết là bây giờ ưu tiên hai bạn gái, mình có muốn hỏi gì hai chàng trai này không? Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn. Thì đó, cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần trên online. Thôi. Và cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn. Thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. Anh có phải là thuộc mẫu người lãng mạn không? Anh cố gắng anh sẽ làm được điều đó. Nói chung là không có cần gì quá nhiều. Ví dụ như thi thoảng ở nơi làm việc tự nhiên mình nhận được một bông hoa thôi, hoặc là mình nhận được một ly trà sữa bất ngờ thôi, mình cũng đủ thấy vui rồi, đâu cần gì nhiều hơn mấy đâu. Mấy đó thì anh làm ok. Hai. Một lời ngỏ ý nhẹ.
Rồi cặp này hỏi gì đi chứ. Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Thì anh... không biết anh có khắc phục được cái chuyện đó không? Cái việc đó thì anh sẽ khắc phục. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc. Nhưng mà kỳ này anh nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. Wow. Đã có một lời hứa. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra một cái chủ đề cho các bạn ha. Nếu như bây giờ là người yêu của mình say nắng một người khác thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Em trước đi. Quán em điểm. Cười nãy giờ nè, nãy em phát biểu ít nhất nè. Quan điểm của em trong tình yêu á, mọi người đều có cái sự lựa chọn riêng của mỗi người. Nếu mà đối phương mà cảm thấy say nắng, mà cảm thấy bị lung lay trong tình cảm á, thì có thể nói thẳng thắn với nhau. Tại vì em không thích là giấu giếm nhau trong chuyện tình cảm, rồi đến khi mà phát hiện ra rồi em không thích cái cảm giác bị phản bội. Hai cả hai cùng nói chuyện với nhau và tìm hướng giải quyết cho nhau thêm một khoảng thời gian. Tại vì cơn say nắng mà, nếu mà say nắng thì sẽ nắng nó sẽ qua, qua mưa nó tới, có sự lựa chọn. Còn cái việc đó là nếu mà cảm thấy mà bạn nữ vẫn quyết định lựa chọn cái người còn kia thì em sẵn sàng em tôn trọng cái quyết định của họ. Có nghĩa là em vẫn cho cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ thì em nghĩ vậy thì ai cũng có một cái gì đó say nắng một đối phương nào, một cái dạng như là cái gu của mình nó tự nhiên nó xuất hiện thì mình tự động mình say nắng. Thì nói chung kể là nam hoặc là nữ đều có hiện tượng đó hoặc là một lần trong đời say nắng. Thì cái quan trọng á, tình cảm lúc đó hai bên như thế nào. Ví dụ em bạn ấy đang tốt thì mà bạn ấy say nắng thì mình phải làm sao để trò chuyện lại, rồi mình cải thiện bản thân mình hơn, rồi mình xem thử mối quan hệ nếu mà không, nếu bạn ấy chẳng cảm thấy say nắng mà yêu thích đối phương nhiều hơn em thì hiện bạn ấy nói rõ thì để cho hai bên xử lý và có thể là trả nhau tự do. Lúc đó bạn gặp đúng người thì sao? Thì bản thân mình á thì mình phải coi lại ha, cải thiện bản thân làm tốt hơn đó, thì để xứng đáng với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Cũng hay. Đó là những chàng trai thường phụ nữ thì rất là ích kỷ, không biết là các cô gái của mình thì như thế nào. Như em thì như cũng vậy, thẳng thắn với nhau một lần. Cũng có khi mình bị say nắng mà, nhưng mà mình phải biết được cái nào nên dừng lại và thẳng thắn với nhau đi. Ví dụ như anh lỡ anh say nắng ai đó thì anh nói với em cho em biết là chết rồi, giờ chết rồi, giờ anh lỡ hơi bị cảm nắng bé kia rồi, rồi bắt đầu ra ngoài bàn nhậu ngồi nói chuyện nữa, nhậu nữa giờ đi ra ngoài đó ngồi anh biết, em sẽ hỏi là anh quen biết nhỏ được bao lâu, cô bé đã được bao lâu rồi và hai người đã tới mức nào rồi, hay sau đó em sẽ hỏi. Nhưng mà nếu là thì giờ anh hơi cảm nắng và anh mới nói cho em biết đó, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em sẽ suy nghĩ lại và em sẽ hỏi là em có làm gì sai với anh không. Nếu mà anh nói không á thì anh phải coi lại anh. Còn nếu như anh nói là em như vậy đó thì em sẽ coi lại bản thân mình như thế nào, đừng để chuyện đi quá xa hơn. Còn nếu mà đi quá xa hơn nữa thì bye bye. Vậy là cũng rộng lượng quá, cho cơ hội ha. Rồi có ngồi xuống ha, được. Thế còn em? Dạ, nếu mà em nó là bạn trai em mà say nắng với người khác thì chắc là em sẽ chia tay luôn. Lý do? Tại vì em nghĩ là bạn trai em không thấy được giá trị của mình đó chị. Em nghĩ là kiểu như là nếu mà bạn trai say nắng với người khác thì có nghĩa là bạn trai đã nhìn người khác cao hơn em rồi. Mà em thì tính em thì không muốn thua ai hết, cho nên nếu mà bạn trai đã quyết định say nắng người khác có nghĩa là một đi không trở lại. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi này nè, là em có bao giờ bị say nắng chưa? Dạ chưa. Thường nếu mà em có bạn trai rồi thì em lúc nào cũng coi bạn trai em là nhất hết, cho nên em chưa bao giờ bị say nắng với người khác. Dạ. Đó, chúng ta tâm sự như vậy để làm gì? Để cho các bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi bây giờ đến lúc cho nó vui lên một chút đi, thể hiện tài năng nè. Thì hồi nãy giờ mình đi hát rồi, tới bên kia đi. Nãy là nhà gái là có người đại diện em rồi. Rồi. Nhà trai đi, em. Thì em xin hát một bài Tình yêu diệu kỳ ạ. Rồi. Em thì hát không hay nhưng mà rất thích hát. Mà lại hay quên lời. Hay quên lời. Ông chơi nhà gái là được. Thông cảm ạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng sao, nhìn mãi yêu mãi trong tình yêu. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày nắng thay mưa thơm thời, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Oh yeah. Chán vẫn lần gì chứ. Không từ hát, không từ chán. Dễ thương quá. Bây giờ vậy nè, em ra em tập cho bạn gái em vài động tác gym làm sao mà có thể là đi nhậu mà không mập đi được không? Thử coi cô cổ có thích nghi được không? Dạ.
Mời em bước ra sân khấu. Chà, tập thể dục luôn kìa. U là trời. Chứ tao nói là tao huấn luyện viên gym mà. Em cởi giày ra được không? Được, em cởi đi em, thoải mái. Tôi chịu cô này á, nhanh gọn lẹ. Rồi, tập xong nhậu nè. Rồi. Rồi, tập xong nhậu kìa. Trời vũ liền, chứ gì có bài vũ rồi. Tập xong nhậu. Bài này bài nhảy xe eo giúp cho chúng ta săn chắc phần bụng ha. Đầu tiên hai chân mũi chân khép lại nè. Anh sẽ làm mẫu trước ha, em làm theo. Đầu tiên nhấc bên trái, lắc mũi chân bên trái qua bên phải, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Wow, thân pháp. Wow. Thân pháp rất nhịp nhàng. Rồi, em bắt đầu ha. Mũi chân qua trái qua phải, luôn tập trung ở trọng tâm ở giữa. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, nhậu thoải mái đi em. Làm đi cưng. Đúng rồi, đúng rồi. Một ngày làm bao nhiêu cái? Dạ, 100 cái. Em thấy 100 cái gì nhá. Đúng rồi, thả lỏng tay ra, thả lỏng ra. Tay này chân kia, tay này chân kia, bên này bên đây. Mới lắc cái eo được đó. Vô. Hai bạn cùng nhảy coi. Vô. Đẹp rồi. Đó giờ thấy điều nhảy luôn. Rồi, nhậu thoải mái luôn. Vô. Vỗ tay hay quá. Hay quá đi rồi. Không, này nói nghiêm túc là khỏe nha Trâm nha, cố gắng. Dạ. Về ngày 30 rồi lên ngày 50, từ từ lên 100 cái. Hồi trước dịch, mùa dịch á chị cũng tập vậy đó. Em mới bị F0 xong á. Khi nó bị di chứng lại viêm phế quản cấp á, cái giờ cũng phải tập thở. Mệt đúng không? Dạ đúng rồi, em vận động ấy là mình tập nhẹ thôi, cứ từ từ. Nhưng mà nói chung tuổi của em, tụi em còn trẻ, cái con đường mình còn dài lắm, phải có tập thể dục thì sau này cái cơ mình, cơ xương khớp mình nó mới dẻo dai, chưa có nói tới đó là sức khỏe thôi. Chị nhảy em dữ lắm à. Nè, chị nhảy luôn nè. Đó. Má dài câu gót đó nha. Rồi, giờ anh này biểu diễn gì nè? Em thì em hát không hay. Đàn nghe cũng dở hả? Dạ. Nhưng mà em thì chắc em có 4 câu thơ em sưu tập được. Làm thơ luôn, hay quá người ơi. Em sưu tập được thôi chứ thật ra không biết, cũng không biết làm. Bây giờ chị đề nghị nè, em tiến sang bên đó. Đó, em đứng, em mời cô gái này ở đây, ta nắm tay, ta tập rồi. Bây giờ em mời cô ấy lên nắm tay, cô đọc 4 câu thơ cho cô nghe được không? Mạnh thơ mẽ lên. Là phải thuộc lời, tròn vành võ chữ chứ. Đừng giống như anh hát nha. Dạ. Đó. Rồi, thơ 2, 3, vô. Lòng anh bỗng rung động, chắc là lại do ai. Gặp em rồi mới biết, hẳn là lại do yêu. Câu ta hết rồi. Hơn ngắn mà tình anh nó dài. Anh gọn lẹ. Mặc dù anh cũng có học thức, cũng biết nhiều học thuyết. Nhưng mà cái anh vẫn chưa biết cách được là học thuyết phục em về với bên anh. Em bị tê chân, em bị tê chân. À, em sao vậy? Tại nghĩ hơn ngồi. Rồi thôi. Dạ. Ngồi xuống đi cưng. Hình như là điện đã truyền qua, truyền thẳng xuống chân luôn rồi. Em làm căng là dụ ra tí xíu. Dạ. Còn một chân lên, còn một chân. Còn một bài chân tập mới còn nữa. Một chân lên, còn một chân lên. À, phải thở dậy ra anh. Còn mũi chân lên, còn tê không? Dạ dạ. Đó. Giúp liền luôn. Dạ ok anh. Em cảm ơn anh. À, bây đến giờ về anh nguyện massage chân cho em. Thật ra là bao nhiêu đó thời gian, nãy giờ hát hò rồi ha, có va chạm, có tiếp xúc ha, cặp nào chị cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Và các bạn có thể lắng động lại một chút xíu để xem coi là nãy giờ cái trái tim của mình như thế nào, để chúng ta đi đến cái khoảnh khắc quan trọng, đó là khoảnh khắc quyết định. Tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại, hướng mặt về phía trước. Chưa, chị. Hãy nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm nữa, nhắm mắt lại để suy nghĩ cái đã. Mình thích cô gái hoặc là chàng trai ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm vào nhắm màu mắt đó. Lại lắng nghe tiếng nói của con tim sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn, thì cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần, cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn, thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. 4. Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc, nhưng mà kỳ này anh, nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. 3. Hai. Một. Bấm. Bấm.
Hậu Giang. Dạ, trước tiên thì chúc mừng cho một cặp đôi ngồi ở vị trí ghế màu xanh đã đỏ đen. Thì trước tiên chị Tường cũng xin hỏi hai bạn ở ghế màu đỏ một chút xíu, tại sao em trai lại không có bấm chọn ai hết? Dạ, tại vì em cảm thấy em chưa đủ tự tin để trở thành người có thể mà cho bạn gái nương tựa. Nên, là em chưa tự tin về bản thân mình. Dạ đúng. Nếu mà hai người làm bạn thì em có thể là tự tin và từ đó có thể tìm hiểu thêm, phát triển thêm. Dạ, phát triển thêm. Dạ. Thế còn em gái, lý do gì hôm nay em chưa chọn ai? Dạ, tại vì bạn có bảo là người yêu cũ của bạn đi du học, nhưng mà em thì em cũng sẽ tính là sẽ đi du học tiếp, cho nên đó cũng là một lý do. Có một số cái nó chưa có trùng khớp với nhau ha. Chị Tường cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc cho hai em cũng sẽ sớm tìm được một cái tình yêu ở bên ngoài cuộc sống để giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn ha. Các bạn còn trẻ mà cơ hội còn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi xin mời tất cả chúng ta tiến ra sân khấu. Rồi mời cặp đôi. Chưa kịp mời nắm tay rồi quý vị. Tranh thủ hả? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em rất vui đến chương trình đã nhận được bạn gái. Nhận được bạn gái. Trời ơi trời. Hai bạn nói với nhau vài điều trong chương trình đi. Anh chỉ cố gắng khi em bên anh thì anh cố gắng em giúp làm cho em vui và cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh sẽ làm được ạ. Thì trong suốt cái khoảng thời gian là 23 năm nồi bánh chưng của em á, thì em có khá là nhiều mối, nhưng mà quen á thì chỉ có hai thôi. Một mối là... mối thì rất nhiều. Dạ đúng rồi, mối nhiều lắm. Nhưng mà một ổ á, ổ đúng thì có hai ổ thôi. Đúng rồi, hai ổ thôi. Tại vì mẹ em nói á là con gái ơi, con gái mày ơi, nhiều mối quá, tối mày nằm không ai cưới mẹ trơn. Giờ em có bầu rồi, bây giờ bắt buộc là anh phải cưới, còn không nữa là em sẽ nhảy cầu, em tự tử em chết. Em lấy điện thoại của bạn em nhắn, thì em nói là ngày mai anh sẽ tới để dẫn em đi khám thai thử coi là con phát triển như thế nào rồi. Thì bạn nữ này đang khăng khăng là mình có bầu, thì nói là em bỏ rồi. Cái lý do chính xác em chia tay tại vì cái giai đoạn đó hai bạn hành em quá, em bị trầm cảm, là em không có mẫu hình cụ thể, chỉ nói chung là miễn là cái bạn nữ đó vừa cổ điển mà vừa phải là hiện đại. Cổ điển cá tính chút xíu. Làm vậy, làm vậy. Vậy từ từ anh từ từ làm anh. Gì đã cổ điển thì em có cái gu dạng nhẹ không? Hợp lý quá trời. Hợp lý đúng không? Hợp lý quá trời luôn. Ngon chị. Ngon. Anh em. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đúng rồi. Ăn không? Chắc ăn rồi đó. Chắc ăn rồi đó. Ăn biết hai chàng trai tôi đủ tuổi chưa nữa. Mời hai bạn nữ. Chà. Rất phong cách, rất cá tính. Trời ơi, rất xinh đẹp nữa Tường ơi. Bớt đi, bên đây tôi đang lo hai. Wow. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Hả? Em phải wow luôn đó. Wow luôn hả? Ở đây có một bé xinh lắm. Nhưng mà bên đây hai chàng trai chị chưa đủ tuổi. Thì vậy ta. Để coi sao chứ thấy ngộ quá. Trời ơi, trai thanh gái tú không vậy trời? Phải không? Rồi quyết tâm Tường ơi. Rồi mình phải cố gắng Tường ơi. Bây giờ cho chị hỏi đàn trai của chị trước nè. Chào em trai ngồi chiếc ghế màu đỏ. Chào chị. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ em năm 22 ạ. 22. Dạ. Hú hồn hú vía. Tưởng nó cỡ 17 chứ 22 được. Em nhiêu tuổi? Dạ em 25. 25. Có nói thách không? Dạ không. Không phải không? Rồi bây giờ hỏi chàng trai ở ghế đỏ trước. Đỏ em là... tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thành Luân ạ. Nguyễn Thành Luân, năm nay 22 tuổi. Dạ. Em đang là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng FPT Polytechnic và hiện tại em đang làm thêm là làm web và thêm nhận thêm cài win. Mà tốt nghiệp chưa? Dạ tháng 12 này sẽ dự kiến sẽ tốt nghiệp. Coi như sắp tốt nghiệp, có nhắm nhía chỗ làm nào chưa? Dạ sắp tới là có rồi. Có rồi hả? Dạ. Wow, chưa có tốt nghiệp mà đã có chỗ làm rồi, ngon lành quá ha. Rồi Luân là quê mình ở đâu cưng? Dạ em là người Đà Lạt ạ. Ở Đà Lạt. Ồ, vậy là em xuống thành phố Hồ Chí Minh học một mình thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn chàng trai ghế xanh. Dạ em tên là Trần Khánh. Năm nay em 25 tuổi. Em là người con của quê hương An Giang. Hiện tại em làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà sao đen dữ vậy? Dạ tại vì em thích đen á chị. Thích đen. Hằng ngày công việc của em làm gì ở ngoài đường hả sao?
Dạ, dạ không chị. À thì cũng đúng, tại vì em cũng đi quay, đi diễn. Dạ. Mặn mòi chất miền Tây quá ha. Dạ đúng. Được. Mòi đen thui thà lùi hả chị? Rồi, hai chàng trai một cũng không đen lắm đâu anh. Không đen lắm đâu, ý là mặn mòi thôi. Rồi, hai cô gái mình thì dạ, sao? Bạn nữ nè, bây giờ bạn nữ còn ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình đi. Dạ, chào mọi người, em tên là Như Quỳnh, mọi người gọi em là Chu Quỳnh. Chu Quỳnh. Chu Quỳnh hả? Dạ đúng rồi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23, nồi bánh chưng rồi anh. Và em vẫn còn độc thân. Mẹ em thường nói là tại sao giờ này mình còn chưa tìm người yêu nữa. Dạ, xin thưa không ai yêu con hết. À, bây giờ mới tìm tới chương trình Kép Đôi Thần Tốc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hiện giờ là em 23 tuổi. Dạ vâng. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại công việc của em là chuyên viên VR. Quê mình đâu em? À, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá dễ thương. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Một giặt tròn 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Ủa gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Phan Thị Nguyệt ạ. Thì năm nay là em 22 tuổi. Thì công việc của em là kỹ thuật viên spa. Và đồng thời thì em cũng có kinh doanh hải sản tươi và cá khô á chị. Là cái này là của nhà em kinh doanh thì em bán phụ rồi ạ. Quê gốc em ở Hà Tĩnh nhưng hiện tại gia đình em thì đã vào trong Cà Mau sinh sống. Còn em thì hiện tại làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi điểm mạnh điểm yếu của điểm em là gì? Điểm mạnh điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em á thì em khá là vui vẻ. Rồi lạc quan, thân thiện với mọi người. Nói chung em sẽ mang tới năng lượng tích cực cho người khác. Còn cái điểm yếu của em là cũng mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta thấy em hơi nhen. Điểm mạnh là mạnh mẽ mà điểm yếu cũng là mạnh mẽ luôn. Dạ đúng rồi. Em từ lập rất là sớm, là từ nhỏ luôn. Cho nên là khi mà đối đầu một cái công với là một vấn đề gì đó thì em luôn rất là mạnh mẽ, người khác cảm thấy em rất là gai góc. Nhưng mà tùy thôi ha. Cũng có rất là nhiều người thấy em rất là dễ thương. Nói chung là em sẽ có hai cái trạng thái hoàn toàn đối lập. Thì tùy thuộc vào cái đối tượng đó thôi. Bây giờ thì tới cô bé ngồi ghế màu xanh đi nè. Dạ thì em cũng giống như bạn bên kia. Bề ngoài thì gai góc nhưng mà bên trong thì rất là ấm áp. Điểm mạnh của em thì em cũng vui tính và hòa đồng. Và em cũng rất là thích hát ca. Thích là hát ca, hát luôn đi. Còn chờ gì nữa. Sẵn ở đây em hát luôn đi. Vậy thì em sẽ hát một đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Mọi người vỗ tay cho em đi. Okay, em quên thẳng đi mất. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi anh cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Quá dữ, quá dữ dội luôn. Rồi có điểm mạnh là hát rồi, có điểm yếu gì nữa không em? Con gái mình phải nhẹ nhàng nhưng mà em thì rất là mạnh mẽ. Cũng lại là mạnh mẽ. Đúng rồi. Ở đây cũng có hai cô gái rất là mạnh mẽ. Ồ ha. Nhưng mà hai bên trong thì rất là ấm áp ạ. Ở đây có hai cô gái mạnh mẽ. Hai cô gái hay biểu diễn là bây giờ hãy dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Biểu diễn rồi cho mọi người xem sự mạnh mẽ của mình đi nè. Không, mạnh mẽ là trong tâm hồn mạnh mẽ. À, tâm hồn mạnh mẽ thôi. Dạ đúng rồi. Mà hai chúng lại mình anh lại nghĩ cái bài nổi là non đó. Thiệt tình, không biết. Hai cái cô gái của mình hôm nay rất là lạ, điểm mạnh cũng như là điểm yếu. Cho nên là tùy theo cảm nhận của các bạn nam. Nếu các bạn nam thấy đó là mạnh thì nó là mạnh, mà các bạn nhìn thấy đó là yếu thì nó là yếu. Nhưng mà trước tiên khi nghe giọng hát của cô gái ngồi ở ghế màu xanh, em cảm thấy như thế nào? Dạ, bạn hát rất là hay chị. Hát hay hả? Dạ. Mình hát thử một bài coi. Yeah. Mình đáp lời. Đáp lời chứ. Chàng trai em với màu xanh nha. Em xin hát một đoạn điệp khúc đó chị ha. Ok em. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rất là ý nghĩa nha. Rồi. Sao? Bạn ngồi ghế hồi xanh đây. Xuất sắc. Phải, chạy đến miếng, chạy đến miếng. Khánh là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là gần gũi với lại tất cả mọi người. Thêm cái nữa là em biết nấu ăn. Món nào em nấu cũng được hết. Nói chung là món miền Tây, món miền Bắc, món Trung,
À, món Âu em đều nấu được. Wow, hay vậy, có đi học không mà sao? Dạ không chị, nói chung là em cũng đam mê chị. Thì là có, cũng có cái khiếu. Dạ, em cũng rất là máu lửa trong nghề và trong tình yêu luôn. Máu lửa trong tình yêu là như thế nào? Thì nói chung là em yêu là em sẽ yêu hết mình. Oh. Và em sẽ chiều bằng nữ hết mình. Oh. À, điểm yếu của em là nóng tính ở trong công việc thôi chị. Xong em hết giận xong là qua chị. Chứ em không có bộc lộ ra ngoài. Nóng tính trong công việc. Dạ, em phải cọc chút xíu thôi. Cầu toàn hay là tại dạ, vì khó toàn chịu hả? Những cái dạ, cái toàn. Em là người cầu toàn. Nói chung là lúc mà em cọc nhất là em sẽ bỏ đi chỗ khác. Rồi xong rồi sau đó là em ngồi em tịnh tâm, em uống nước gì đó. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại công việc của mình. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Chàng trai 22 tuổi. Dạ, điểm mạnh của em là em có thể chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Em thì cũng có thể chạy điền kinh và nhảy xa. Em cao mét mấy? Dạ mét 80 ạ. Mét 80, nặng nhiêu ký? Dạ có 60 ạ. 60, sao mà chạy quá ốm hả? Dạ, ngày xưa chạy khỏe hơn, giờ nghỉ lắm. Giờ còn chạy nổi không? Dạ vẫn được. Vẫn được. Ăn nhiều không? À, ăn nhiều mà nó không mập ạ. Ăn nhiều mà không mập, vậy là thiếu một bàn tay chăm sóc. Đúng không? Hiện tại là giờ ai nấu cho em ăn? Dạ, em với bạn tự chế. À, rồi điểm yếu? Dạ, em bị cấu bẩn khi ăn. Khi mà em đói em bị cấu bẩn. Là quạo đúng người. Dạ đúng rồi, đói lúc đó là em giữ lắm. À, em giữ em làm gì ta, làm gì mọi người xung quanh? Ý là nhìn với mắt hình viên đạn á. Đâu có hiểu là đâu. Ủa mà em đói thì em tự nấu em ăn chứ mắc mớ gì mà em cáu giận người ta. Em nói em dạ không, ý là lúc đó là đừng ai đụng em hết á. Em sẽ cấu mọi thứ. Sao là cái lời cảnh báo là tôi đang đói đó nha, con nhìn bằng ánh mắt rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đang thắc mắc nè, mới có 22 tuổi nè, rồi tình trường đó giờ sao rồi mà hôm nay đến với chương trình, động lực nào? Tình trường thì có hai mối tình nè. Hai mối tình. Dạ, mối tình đầu thì là do là bọn em quen hồi mà cấp 3 để thi đại học thì bọn em không quen nữa. Còn mối tình thứ hai thì bọn em quen được 2 năm thì không hợp để ý kiến là em sẽ về quê chứ không làm ở đây lâu dài á. À là sao, em muốn đi về quê? Dạ đúng rồi. Dạ, ý là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn vài năm xong rồi em sẽ về Đà Lạt. Dạ. Còn bạn gái em thì không muốn như vậy. Dạ đúng rồi. Nên chia tay. Dạ. Em khẳng định luôn là tương lai em là em sẽ về quê luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì em là con một á. À, muốn tìm một được một người như thế nào? Dạ thì tìm được một bạn miễn sao con gái là được. Miễn sao con gái là được. Hả? Cái gì? Cái gì? Em vừa nói cái gì? Miễn sao con gái là được. Cái gì vậy trời, mình phải có tiêu chí chứ, mình cũng ngon lành mà em. Đương nhiên phải con gái rồi. Nói chung là bạn gái mà tóc ngắn thì sẽ hút em hơn. Thích tóc ngắn. Sao nữa, có gì thích gì nữa? Dạ, hết rồi, tại em không có gu nhất định. Em ít ra đường á, ý là công việc em là em sẽ tập trung ở nhà á. Chỉ máy tính nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi bây giờ, rồi thí dụ giờ có bạn gái rồi biết làm sao không? Rồi đi chơi đi đồ ở đâu rồi biết không? Rủ về cốt chung. Rủ về cốt chung. Trời ơi, đâu có được, tuổi trẻ phải đi ra ngoài chứ tự nhiên. Nhưng mà tóc ngắn là hút em hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để coi hôm nay cậu đính đồ ổn không? Được. Có cô trời ơi, quá trời quá đất kìa Tôn. Trời ơi, một cô đầu đinh, một cô tóc tém luôn, thiệt tình luôn. Còn em trai thì bằng ở ghế xanh thì em là tình trường sao? Tính từ hồi lúc cấp 3 tới giờ là em trải qua 4 mối tình. Có cái nào mà nó sâu đậm với em, để lại cho em nhiều cái gọi là ray rứt như? Dạ nói chung là bạn nữ thứ tư là bạn làm cho em cảm thấy rất là, nói chung là mình sâu đậm với bạn nhiều hơn. Nói chung là tại vì do cái tính chất công việc của em với lại bạn á chị. Rồi nhiều khi em đi hoài á chị. Tức là đi làm á hả? Dạ đi làm á chị. Tức là em cũng đi quay khuya rồi đi này đi kia, rồi bạn cũng lo cho em nhiều lắm. Nói chung là hai tụi em đã quyết định dừng lại chị, mà mặc dù là em với bạn đó cũng còn rất là thương nhau vậy đó. Rồi bây giờ chia tay được bao lâu rồi? Dạ một năm rồi chị. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào nè? Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Nói chung là em không có mẫu hình cụ thể chị. Nói chung là miễn là cái bạn nữ đó cho em một cái cảm giác là gia đình của em. Kiểu như là bạn nó hiểu cho em, có cái gì thì bạn cũng sẽ chia sẻ với em, và em có gì bạn em cũng sẽ chia sẻ lại. Để mình yên tâm, đây là cái người hiểu mình là đi đâu mình cũng muốn quay về. Em muốn nó nằm giữa chị, tức là vừa cổ điển mà vừa phải là hiện đại. Cổ điển cá tính hả? Chút xíu. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Từ từ anh, từ từ làm anh. Gì đã? Cổ điển thì em có cái gu dạng giống vậy không? Hợp lý quá trời. Hợp lý đúng không? Hợp lý quá trời luôn á thiệt. Hợp lý quá trời rồi. Rồi, đó là vậy hai được. Chàng trai của tôi ngày hôm nay. Còn hai cô gái đầu đinh đầu trọc gì bởi đó, chia sẻ đi. Cô gái tóc tém trước nè. À, ghế xanh hả? Thì tình yêu của em thế nào, ghế màu xanh? Dạ thì trong suốt cái khoảng thời gian là 23 năm nồi bánh chưng của em á, thì em có khá là nhiều mối, nhưng mà quen á thì chỉ có hai thôi. Một mối thì rất nhiều. Dạ đúng rồi, mối nhiều lắm.
Nhưng mà một ổ á, ổ đúng thì có ổ, hai ổ đúng thôi. Đúng rồi, hai ổ thôi. Tại vì mẹ em nói á là con gái ơi, con gái mày ơi, nhiều mối quá, tối mày nằm không, không ai cưới mẹ trơn. Buồn, em buồn mà, em đi rứt lắm. Nhưng mà cũng có hai ổ rồi, bây giờ kể một cái ổ nào cho anh nghe coi. Hai ổ thì có một ổ là em nhớ nhất là em với bạn đó quen nhau được 3 năm. Lúc đó thì em đang học lớp 11. Cái bạn nam đó là anh trai của bạn thân em thời em còn học cấp 2. Chà. Kiểu là đi coi phim, bạn em rủ đi coi phim thì có anh bạn đi chung. Thì coi phim về xong rồi tự đập vào nhau thôi. Tự đập đầu vào nhau mà. Đúng rồi. Mà yêu. Mà yêu thôi. Vì sao hai người không còn yêu nhau nữa? Cái đầu ra là không đập vào đầu. Dạ đúng rồi, tại đau quá, đau quá. Vì sao đau? Tại vì bạn đó thì rất là tốt, bạn rất là tốt. Nhưng mà do em là một người con gái khá là cá tính, khá là mạnh mẽ. Cái là mạnh mẽ trong cái tính á. Em, còn bạn thì là một người kiểu hơi bị sống cảm xúc á anh. Là em muốn một người nào đó có thể bảo vệ được cho em. Mối tình thứ hai là sao? Mối tình thứ hai thì nó cũng qua nhanh. Cũng khoảng 6 tháng. Cái thời điểm đó thì em có đi quay phim. Tại vì em làm bên đoàn sản xuất anh. Thì em có gặp cái bạn đó. Bạn đó thì là cameraman. Dạ. Thì tính chất, camera, do tính chất cái công việc của bạn. Sống mình đồ hả? Đồ, đồ con rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Đó. Xong rồi nhưng mà do tính chất của công việc của bạn thì bạn đi lại nhiều. Đâm ra là mình cũng phải về chừng cho anh. Chứ đâu phải là mình cứ thả cửa cho bạn đi được. Đúng rồi. Rồi sao chia tay? Thì vô tình thì em cũng phát hiện ra bạn có tìm hiểu những cái người khác nữa. Đó. Nhưng lúc đó em có nói không hay là dạ chị? Có em phát hiện ra thì sau đó thì em mới gặp bạn và nói về cái vấn đề đó và bạn cũng có xin lỗi em, cũng có muốn là quay lại. Thì em cũng lúc đó là mình gọi là yêu quá hóa mù á chị, yêu quá hóa mù đó. Xong rồi em cũng ok, cũng em sẽ tha thứ cho anh một lần thôi nha. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Dạ. Không phải là quay phim thì thiệt luôn á thiệt. Xong rồi cái rồi cũng tan vỡ. Gu của em thì cũng đơn giản thôi chị. Biết ca biết hát cho vui nhà vui cửa thôi. Đó rồi nấu ăn thì em cũng có thể nấu. Bởi vì ôi em thích làm đồ ăn vặt lắm. Dạ. Về với em là không sợ đói. Xăm cũng được, không xăm cũng được. Xăm cũng được. Ai bên nhưng kia mà... có hai cặp xăm chân mày xăm môi quá trời luôn. Nhưng mà phải ngon từ thịt ngọt từ xương nha. Ngon là sao? Ngon sao? Là bóng bẩy, thơm tho sạch sẽ, đen một xíu cũng được, sao? Đen xíu cũng được, cũng được. Sao? Đen cũng được, có thể dưỡng trắng được. Cũng được, có thể dưỡng trắng được. Tại vì em cũng ngâm mà, em đâu có trắng trẻo gì đâu. Bên kia đâu có dân thể thao. Cố gắng nha, gặm nhấm coi có ngon từ thịt ngọt từ xương không đúng nha. Đúng rồi chị. Cô gái bên này thì sao nè? Trời ơi, nãy giờ im lặng quá hay kỹ vậy. Quá. Chuyện tình yêu mỗi nào? Mỗi cô mỗi vẻ. Thiệt tình cười ra một cái là rụng rời luôn á. Dạ em thì em có hai mối tình thôi. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên của em thì nói chung đó cũng chưa hẳn là yêu đâu. Chỉ là giai đoạn tìm hiểu trong vòng chưa tới 3 tháng nữa. Em đối với bạn đó không phải là yêu thích, mà giống như là mình cảm thấy mình biết ơn người ta nhiều hơn á. Tại vì trong cái lúc mà mình ốm người ta chăm sóc mình. Rồi dạ, đó là mối tình đầu tiên. Mối tình thứ hai thì gần khoảng 3 năm á. À 3 năm bắt đầu cũng sâu đậm rồi, đã yêu rồi đó chứ. Tất nhiên là sâu đậm và nó có rất là nhiều chuyện. Thì cái thời điểm mà đang hạnh phúc nhất thì vào một buổi sáng nói chung nó cũng khá là âm mưu á. Thì em có một cái sự xuất hiện của cái người yêu cũ. Thì ban đầu bạn nữ này nhắn tin với em á, thì khen là hai đứa đẹp đôi. Sau đó thì em có hỏi bạn nam, thì bạn nam đó người yêu cũ. Nếu mà nó dừng lại đó thì nó không có gì để nói cả. Bạn nó nhắn tin với bạn trai của em, giờ em có bầu rồi, bây giờ bắt buộc là anh phải cưới, còn không nữa là em sẽ nhảy cầu, em tự tử em chết. Em lấy điện thoại của bạn em nhắn, thì em nói là ngày mai anh sẽ tới để dẫn em đi khám thai thử coi là con phát triển như thế nào rồi. Thì bạn nữ này đang khăng khăng là mình có bầu, thì nói là em bỏ rồi. Nghe cái lý do chính xác em chia tay, tại vì cái giai đoạn đó hai bạn hành em quá, em bị trầm cảm, thì sau đó em mất cân bằng trong cái cảm xúc của em. Bây giờ là cái mẫu hình lý tưởng người yêu em như thế nào? Ngoại hình thì cao ráo. Cao ráo. Ở sạch nha. Ở dơ là về, ví dụ bày ra em không thích dọn đâu. ai bày người đó dọn. Một cái nữa là thứ nhất là dây dưa với lại bạn cái cũ thai nữa, đừng có em cái em gửi gió bão bùng gì ở đây hết á. Hai bạn ở dưới là mình hôm nay mình đi theo ủng hộ ai vậy? Dạ, em là bạn đồng nghiệp của Quỳnh, em tên Hưng. Là hai bạn đều là người nhà của bạn Quỳnh ở Ghế Xanh. Nãy giờ em theo dõi câu chuyện thì em có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì bạn Ghế Xanh bên này rất là phù hợp với lại bạn của em. Vẻ bề ngoài thì đúng theo những cái gì mà thường ngày bạn hay nói với em. Là Xanh, phù hợp với Xanh. Dạ. Em là biết chị Quỳnh là tính độ nhai rồi, em cũng mong muốn là một người hay để
Kiểu như là kìm chị Quỳnh lại đó chị. À, Quỳnh nhây lắm hả em? Dạ dạ. Nhây là sao? Nhây là hay kiểu chọc kẹo người này người kia hả? Dạ đúng rồi, bình thường mà kiểu như là đi làm trong công việc chưa thấy hình bóng của chị Quỳnh đâu là đã nghe hai tiếng của chị Quỳnh rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến rất là gọi là vô thẳng trọng tâm như hai đứa em luôn ha. Vậy là cũng giúp đỡ cho Quỳnh thêm nha Quỳnh. Thì Tường sẽ cho tất cả các bạn chung nhìn thấy nhau để đo cái cảm xúc của nhau xem có cái luồng điện nào xẹt qua hay không nha. Mở cửa trái tim. Wow. Mặn nhạt gì hôm nay có đủ hết trơn à. Chơi với Trần Vân chưa? Đó, sao em thấy hôm nay hai cô gái, cô tóc tém, cô tóc trọc thì em cô nào? Em ấn tượng bạn ghế đỏ thôi. Mình tên Luân ha, mình hiện tại là sinh viên năm cuối. Là dạ. Mình đang làm về mảng IT thì bạn có thể sau này mà có cần update Win 11 thì cứ liên hệ mình. À, dạ. Đúng vậy, chơi game không? Đúng vậy, nhà chơi game không? Bạn có thể chơi game thì rất tốt, tại mình cũng ghiền game. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa là giờ đi kiếm bạn gái hay kiếm người chơi game? Mình kiếm đồng đội với bạn gái luôn. Kiếm đồng đội luôn? Dạ. Trời đất. Rồi sao? Cảm nhận của cưng như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em cảm thấy hai bạn rất là xinh. Trong người có rần rần gì chưa? Có cảm xúc gì xẹt qua xẹt lại chưa? Cũng có đó chị. Cũng có là ha. Ôi, sợ giật. Không sợ ai giật của ai đâu. Không ai giật của ai đâu, đừng lo. Trời ơi, trời mày cao trời dữ ơi. À em cao mét mấy? Dạ em cao mét 71. 71, bạn này mét 8 đó hả? Cao ghê thiệt ha. Thì hôm nay em có làm một chút bánh cookie tặng cho hai bạn. Tại vì mọi người nói là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là qua dạ dày mà chị. Là hy vọng là sau khi thưởng thức nó thì sẽ để lại một chút vương vấn trong trái tim của hai bạn. Chút xíu nữa đau bụng á. Hy vọng hôm nay các bạn thưởng thức xong đau bụng là mình sẽ nhớ nhau mãi mãi. Rồi, thôi ra ăn luôn đi em. Người ta làm mời mình ăn mà. À, có một điểm nho nhỏ đó là cái trọng lượng của hai túi nó sẽ khác nhau. Rồi, bên đây đâu? Coi tôi coi khác nhau. Mọi người đếm số bánh đi ạ. Ăn đi, ăn đi. Đếm số bánh đi nè. Xin lão bệnh. Mấy cái? 5 cái. Xin lão bệnh tử sinh á. Còn bên này mấy cái? 5 cái nè. Ủa, cũng mấy cái? 6 cái. Nhỉnh hơn một chút xíu. Rồi, cái đi. Rồi, thiệt. Ăn đi, ăn ủa, đi. Ủa sao hai cái giống nhau mà em có cố tình không hay là? Dạ em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái nó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ phải đổi của bạn đó. Ôi, một lời nhắn nhủ ghê quá vậy ta. Hay quá à. Ăn thử coi, mở lâu quá. Hy vọng là sẽ ngon. Trời ơi, làm gì nguyên cái giọng lượt cho hàng nhà bà hàng nhỏ thiếu ăn thương dễ sợ luôn. Ăn nó không nhâm nhi bỏ. Nãy nhỏ nói là không có ăn là nhỏ cọc. Đúng rồi. Sợ ăn vô cọc hơn. Nãy giờ đói không cưng? Ngon không? Ngon không? Những bánh nó mùi vị như thế nào? Thơm. Thơm. Nhưng mà em mới có 5 cái à. Đây nghe cái người 6 cái phát biểu nè. Sao? Ngon chị. Ngon. Ngon thiệt rất không? Ngon. Rất ngon chị. Tại nó rất ngon thiệt hay là tại nó 6 cái? Ngon thiệt chị. Ngon thiệt hả? Phù hợp với lại cái khẩu vị của em. Hôm nay thì em có hai cái món quà để gửi tặng cho hai bạn. Giống nhau hay khác nhau vậy em? Giống thôi. Giống thôi hả? Chứ không có bên 5, bên 3, bên 5, bên 6 mà em. Dạ tại vì là em làm về lĩnh vực làm đẹp á. Cho nên là em thấy cái mùa này thường cái thời tiết bắt đầu nó khô. Thì thường môi sẽ rất là dễ bị khô. Đúng, da môi khô nè, thấy da môi khô nè. Với lại một cái nữa là thường bây giờ nam mình đang dịch á, mình hay đeo khẩu trang. Cho nên mấy bạn có thể tranh thủ thời điểm này để dưỡng môi cũng được. Cảm xúc của em như thế nào khi gặp hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Em thấy cái phong cách ăn mặc của hai bạn rất là đẹp. Người thì chín chắn trưởng thành, còn một người thì trẻ trung, năng động. Còn em thì sao? Em rất thích cái đẹp, nên là ai đẹp em cũng thích hết. Còn tài năng gì nữa không? Ngoại hát còn làm gì nữa không? Beatbox chút xíu. Beatbox, ok, mời em vỗ tay. Vâng, cũng lâu lắm mà em mới beatbox lại. Thì mong có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua cho em. Rồi, ra giữa sân khấu đi em. Dữ dội. Ghê không? Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon từ thịt, ngon từ xương. Đúng rồi. Ăn không? Chắc ăn rồi đó. Chắc ăn rồi đó. Thôi bây giờ em muốn anh ghế đỏ hát nè. Đúng rồi đó. Đứng lên hát biểu diễn đàng hoàng. Nhỏ cao quá. Đó. 2 3. Tự tin nè. Ngược dòng thời gian anh tìm về những ký ức hôm nào.
Lục tìm trong trí nhớ ngày đó của anh, về như bóng gian của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi ai. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa. Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Wow, dạ. Rất đẹp trai, hát rất hay. Hay không em? Hai đứa bạn nhỏ gì vậy? Hai đứa bạn nhỏ hay không? Hỏi thiệt. Ủa mà nãy giờ tôi mất cái vị trí này, hai người nói chuyện nhỏ nhỏ gì với nhau hả? Tự nhiên hai người tính nói nhỏ vậy, tính chia hả? Chia vậy? Chị. Chia hả? Dạ chia. Bạn trước chia để không bị trùng. Phải không? Trời ơi, hai người này bằng cách chia để không bị trùng luôn kìa. Chị đã dặn em rồi, bỏ bớt cái chuyện tâm sự với phụ nữ đi. Không có chia bơi gì trơn, dành giật cho chị. Nha. Dạ rồi. Bây giờ hai cô gái muốn thể hiện tài năng gì không nè? Chắc là em sẽ hát. Rồi, mời em. Dạ. Mời qua. Em hát một đoạn thôi. Ok. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Nhiều thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Wow. Sao nghe giọng như thế nào? Hay chị. Hay à, nhẹ nhàng. Yeah. Sao cưng còn quýu không? Hay quá. Hay quá hả? Yeah. Hay quá, vỗ tay chưa? Dạ yeah, rồi. Thì lúc mà hai bạn chia sẻ, hai bạn có nói là tính hai bạn khá là cọc. Đúng không ạ? Em thì cũng khá là cọc tính. Nhưng mà em đã thay đổi được. Rồi không biết là khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á, thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào, có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng như thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình. Thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Anh cũng sẽ là người xin lỗi. Đó. Rồi mời anh. Yeah. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bạn nữ ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. Tại à, vì có lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em á là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Ừ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? Ừ. À thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ, thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện đã hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình gian dở. Yeah. Chuyện tình gian dở. Còn em sao nè? Dạ thì nói chung là hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi chị. Ừ. Rồi ví dụ như giờ ra riêng rồi, hai chồng trong nhà rồi, mình có phụ, mình có sẵn sàng phụ vợ làm việc nhà không? Dạ được á. Lau nhà, quét nhà, nấu cơm, bảy những món trứng mì là làm hết. Biết lâu nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. Dạ. Rửa chén. Dạ rửa chén được. Làm được hết phải không? Dạ. Hỏi cho vui thôi, yên tâm. Việc lấy nhau, yêu thương nhau đi. Còn những cái chuyện nhà nhiều khi giặt giũ đã có một giặt choi hai trong một hỗ trợ cho gia đình mình rồi ha. Yên tâm ha, lấy nhau là có tới 3 năm xài bột giặt miễn phí nha các bạn. Rồi, một chút xíu bàn luận để cho các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Thưa quý vị, mỗi người đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đều có hai cơ hội như nhau. Chúng ta ngồi ở vị trí của mình và có quyền bấm nút chọn hai bạn ở hai ghế đối diện. Thì bên mỗi cánh tay của các bạn bên phải đều có hai cái nút bấm. Nếu mình thích cái người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình cứ mạnh dạn bấm vào cái nút đó. Nếu chúng ta chưa rung động với ai cả, chúng ta có quyền không bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khoảnh khắc quyết định của anh Hứa Minh Đạt. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Sau 5 tiếng đếm của Đạt, mọi người hãy ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Tính hai bạn khá là cọc, đúng không ạ?
khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào, có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng vậy thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình, thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Mời anh. Dạ. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bạn nữ ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. À, cái lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em á là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? Thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ, thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình gian dở. Hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi. Em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái nó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ về đội của bạn đó. Ôi mập. Tất cả mọi người đều có quyết định. Trước tiên thì tôi chúc mừng một cặp đôi ở ngồi ghế xanh ngày hôm nay. Các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Dạ, tôi phỏng vấn thằng em tôi một cái. Dạ, vấn đi. Ủa sao vậy cưng, ta chưa đếm gì trơn, cưng bấm nút rồi. Nhưng mà mình cũng thích thiệt mới bấm. Mà ngồi chọt chọt vậy đó hả? Dạ. Người ta dân IT mà cứ ở để vô cái bàn phím là bấm, bấm 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 liền. Còn mà sao em gái và em trai chị dễ thương vậy mà em không chọn vậy? Em thấy là về bạn dễ thương, đẹp trai, cũng biết cách cưng chiều bạn gái. Nhưng mà có một điểm là em không có thích bạn trai dành quá nhiều thời gian cho việc chơi game. Đó cũng là một cái mà em cần phải bớt bớt lại. Cái gì đó. Nói chung là thôi, bạn cũng còn trẻ quá, đương nhiên ai cũng có những cái đam mê thật. Tôi thấy có nhiều ông 30, 40, 50 tuổi vẫn mê game chứ đừng nói chi là một cậu bé 20 tuổi. Nhưng muốn có bạn gái rồi, lấy nãy em nói là chị rất khoái em ở cái chỗ bạn gái là trên hết. Đúng không? Bạn gái là trên hết, nhưng mà có thể em truyền đạt nó chưa có đúng thôi. Chứ đang chơi game bạn gái gọi có đứng dậy đi không? Có. Có. Người ta bạn gái là trên hết mà. Có nhiều hy sinh cho em hết đó. Gọi là chân chất. Hôm nay tiếc lắm luôn á, cặp này đẹp đôi vậy mà không bấm nút thiệt là tiếc luôn à. Thôi nhưng mà đó là quyết định của các bạn ấy, thì mình phải chấp nhận thôi. Chúc cho hai em sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa trong cái cuộc sống, trong cái tương lai sắp tới của mình nhé. Rồi, rồi mời hai bạn cặp đôi này thì qua đây. Rồi. Tôi đây đứng với chị. Giờ sao? Giờ sao? Nắm tay nha. Trời ơi, bây giờ ăn nhẹ cái coi có ngon không nè. Hơi lạnh. Ăn coi có nó ngon không nè. Thì đến với chương trình này thì em cũng hy vọng là mình sẽ có một cơ hội cho cả hai. Tình yêu thì chưa chắc, nhưng mà cũng muốn trở thành bạn bè. Ai biết được sau này mình đồng hành với nhau thì sao? Đúng. Thì biết được nhau là một cái duyên, thì em cũng muốn là phát triển cái duyên này sẽ dài hơn nữa. Rồi sao? Không ngon cái đi. Trời ơi, nụ hôn. Rồi, khởi đầu. Mỉu tay đi. Mối quan hệ tình cụm. Wow. Oh yeah. Nhưng mà tôi nhắc nhẹ nha, ở đây là vẫn chưa chủ động nha. Người ta đã không muốn làm chị nữa rồi, người ta muốn làm em. Người ta cũng đưa cái má ra mới đưa cái miệng vô. Đáng lẽ mình phải đưa trước. Lần sau là chủ động hơn trong những cuộc hẹn hò sắp tới. Có tin vui gì thì báo cho chương trình, báo cho chị Tường với anh Đạt biết được chưa? Rồi, chúc cho hai em sẽ có khoảng thời gian hẹn hò với nhau thật là vui, thật là